chỉ cần một thiết bị di động, truy cập được hàng nghìn tựa truyện tranh nổi tiếng, đọc sớm hơn cả nhà xuất bản, hàng triệu lượt xem mỗi ngày, một con số mơ ước với bất cứ nhà xuất bản nào. Thế nhưng, tất cả đều bất hợp pháp. Vi phạm bản quyền truyện tranh khiến cho các nhà xuất bản thiệt hại hàng tỷ đồng mỗi năm, đồng thời cũng đang dần hút cạn sự sáng tạo của các họa sĩ. Vì không ai có thể cứ mãi sáng tác và xuất bản sách chỉ để cho khán giả đọc miễn phí. Nếu như tình trạng này vẫn còn tiếp tục thì vài năm nữa sẽ không còn những tác phẩm truyện tranh nào được sáng tác, và khi ấy thì độc giả sẽ trở thành nạn nhân của chính mình. Để có được một bộ truyện tranh xuất bản tại Việt Nam, các nhà xuất bản đã phải trải qua một trình tự khá phức tạp. Tìm nguồn bản thảo, khai thác thẩm định nội dung, giao dịch bản quyền, trao đổi hợp đồng, điều khoản, đảm bảo tinh thần truyện gốc, có kế hoạch truyền thông và số lượng dự báo sẽ phát hành. Có trên tay những tập đầu tiên, nhanh cũng vài tháng, còn chậm thì cả năm. Thế nhưng, trước khi đến được với tay bạn đọc, thì những tập truyện đã được đăng đầy đủ lên những trang web lậu. Thế nên có những đầu truyện rất hay và nổi tiếng, được nhiều độc giả quan tâm, nhưng các nhà xuất bản lại lưỡng lự không thể nhập về. Chủ sở hữu bộ truyện tranh để làm việc của Mikola, họ rất lo lắng, họ biết câu chuyện về bản quyền truyện tranh Việt Nam, họ biết những cái khó khăn và họ biết sự tồn tại của những cái nền tảng đọc truyện tranh không bản quyền. Cái sự lo ngại của đối tác Nhật Bản, và họ sẽ rất là nhiều nhà xuất bản họ không có ý định là bán bản quyền nữa, tại vì là nó đã vi phạm rất là nhiều. Không chỉ thiệt hại tới nhà xuất bản, các tác giả của các bộ truyện cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ, đặc biệt là với tác giả truyện tranh Việt Nam, nổi tiếng với Long Phần Tướng, Sát Thủ Đầu Mương Mủ. Họa sĩ Thành Phong cho biết các tác phẩm của anh đều được đăng ký bảo hộ quyền tác giả thông qua luật sư. Tuy nhiên, chuyện vẫn bị xâm phạm bản quyền. Tôi nghĩ là cái quá trình mà mọi người quan tâm dần đến bản quyền nó cũng sẽ là một cái quá trình mà tự nhiên thôi. Kể cả đối với các tác giả lẫn công chúng, vì đây là một cái điều kiện kiên quyết để tạo ra một cái môi trường sáng tác và một cái thị trường xuất bản lành mạnh. Khi vụ việc vi phạm bản quyền ở mức độ nhẹ, cá nhân họa sĩ có thể giải quyết được. Nhưng khi sự việc đã đến mức căng thẳng thì sẽ khó khăn cho việc đòi lại quyền lợi của chính mình. Không chỉ phát tán các bản in trên mạng mà nạn in lậu, in nhái cũng khiến cho các nhà xuất bản đau đầu. Như là việc nhà xuất bản Kim Đồng đã từng phát hiện hai tựa truyện tranh của mình là Doraemon và Thám Tử Lừng Danh Conan bị in lậu dưới cái tên là Mèo Máy Thông Minh và Siêu Thám Tử do nhà xuất bản Đà Nẵng in ấn, và thậm chí là trên bìa cuốn sách vẫn còn chữ tẩy xóa tựa đề của cuốn sách gốc. Và không chỉ tại Việt Nam mà nhiều quốc gia khác, nạn vi phạm bản quyền truyện tranh cũng rất đáng báo động. 12% người Nhật thừa nhận là thường xuyên truy cập các trang mạng không có bản quyền để có thể có được cuốn truyện tranh, và tới 50% người Mỹ thừa nhận họ chỉ sử dụng các nguồn không có bản quyền. 15 nhà xuất bản lớn và các công ty sản xuất đã cùng chính phủ tham gia dự án Manga Anime Guardians, kêu gọi khán giả cùng chung tay bảo vệ tương lai của manga và anime. Dự án đã tháo gỡ gần 600 tác phẩm bản quyền khỏi các nguồn không chính thức. Tại Nhật Bản, truyện tranh và phim hoạt hình, manga và anime không chỉ là một nét văn hóa mà còn là một nguồn thu khổng lồ chiếm tới gần hơn 10% GDP của nước này. Với nạn xâm phạm mà bản quyền truyện tranh, theo nhiều chuyên gia trong lĩnh vực bản quyền, đã đến lúc phải tính đến cả biện pháp tạo án hình sự. Thông tin này đã được chia sẻ trong hội thảo về thực thi quyền tác giả, quyền liên quan do Cục Bản quyền Tác giả Việt Nam và Cục Bản quyền Tác giả Nhật Bản phối hợp tổ chức. Vào tháng 4 vừa qua, Mangamura, trang web đọc truyện tranh lậu lớn nhất Nhật Bản, đã phải đóng cửa sau khi chính phủ Nhật tuyên bố sẽ chặn truy cập. Sau một thời gian, các tác giả chia sẻ rằng doanh thu từ các tác phẩm của họ đã tăng lên gấp đôi, thậm chí gấp 4 đến 5 lần. Khi không còn trang đọc miễn phí, độc giả bắt đầu chuyển sang các kênh hợp pháp để tiếp tục theo dõi các bộ truyện tranh mà mình đang đọc. Người xâm phạm bản quyền không khác gì kẻ trộm, bởi chính họ đã lấy đi tiền bản quyền của người sáng tạo. Mong muốn thúc đẩy văn hóa phát triển thì không còn cách nào khác là phải hình thành và duy trì thói quen trả tiền bản quyền khi sử dụng các xuất bản phẩm. Theo một báo cáo mới đây của chính phủ Nhật Bản thì các trang truyện tranh online tại Trung Quốc hiện đang gây thiệt hại cho Nhật Bản 20 tỷ đô la Mỹ, tương đương với 420.000 tỷ mỗi năm. Nhật Bản đã công bố một danh sách các website vi phạm bản quyền truyện tranh. Thậm chí có cả các trang mạng xã hội lớn như YouTube, Instagram, Facebook do người dùng chia sẻ lên. Với nỗ lực nhằm ngăn chặn việc vi phạm bản quyền của các trang truyện tranh lậu, chính phủ Nhật Bản đã nghiêm ngặt yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ Internet ngăn chặn các trang web này. Cơ bản là các giải pháp như yêu cầu xóa bỏ, cảnh cáo trực tiếp đến người làm bản lậu và yêu cầu xóa bỏ cảnh cáo đến dịch vụ máy chủ của người làm bản lậu sử dụng. Suwaisa, một trong những nhà xuất bản truyện tranh hàng đầu tại Nhật Bản,
thậm chí đã phải yêu cầu áp dụng các biện pháp hình sự với một số đối tượng phát tán truyện tranh lậu của nhà xuất bản này lên mạng Internet. Từ năm ngoái đến nay, tại Nhật đã có 4 vụ bắt người điều hành trang ấn bản lậu. Vụ việc gần đây nhất là vào cuối tháng 9, một người đàn ông ở Kyoto đã bị bắt vì đăng tải phiên bản màu tập 79 và 80 của bộ phim One Piece lên mạng. Xử lý hình sự sẽ làm rõ số lượng xem hay thu lợi thực tế của người làm bản lậu, cũng như sự lan truyền của nó như thế nào trên thế giới. Xuất bản các tác phẩm một cách đúng đắn thì lợi nhuận được trả lại cho tác giả, tạo cơ hội ra đời những tác phẩm hấp dẫn mới. Vòng tròn này rất cần đến sự quyết liệt và thẳng tay đối với những hành vi xâm phạm quyền tác giả. Bị vi phạm nhiều thế nhưng không phải là không có cơ hội cho truyện tranh bản quyền. Bằng chứng là tại các hiệu sách hay là các đại lý của các nhà xuất bản lớn vẫn có rất nhiều độc giả trung thành mua truyện tranh về đọc hàng ngày. Tác giả và các nhà xuất bản tại Việt Nam cũng đã có những hướng đi mới để tìm lại độc giả cho mình. Và sau đây sẽ là một số cách như vậy. Cách thứ nhất, bất đắc dĩ mà cũng không kém hiệu quả, đó là việc tạo mối quan hệ tốt với cộng đồng truyện tranh Việt Nam, đặc biệt là các admin quản lý các trang web lậu. Cách thứ hai, một số nhà xuất bản đã phát triển riêng cho mình một ứng dụng truyện tranh bản quyền để cạnh tranh trực tiếp với nguồn truyện tranh trực tuyến lậu. Cách thứ ba, đó là giữ bản quyền kinh doanh hình ảnh nhân vật. Sau khi có sự đồng ý của tác giả, hình ảnh nhân vật sẽ được dùng ở các hoạt động in ấn, quảng cáo, truyền thông. Và đây mới là cách để những hình ảnh truyện tranh tồn tại bền vững. Số tiền thu được từ bản quyền sản phẩm nhân vật như đồ lưu niệm, đồ chơi, game, phim hoạt hình, phim điện ảnh sẽ đem lại một nguồn thu nhập khổng lồ cho nhà xuất bản và tác giả. Cách thứ tư cũng là cách đơn giản nhất và truyền thống nhất. Đừng quên rằng cảm giác khi được cầm trên tay một cuốn truyện tranh rất khác khi đó là một chiếc iPad. Chất lượng, cảm giác thực và sự hoài niệm là những yếu tố giúp độc giả không quên chuyện giấy bản quyền.